Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bắt ông Lưu Bình Nhưỡng làm sụp đổ chút niềm tin ít ỏi còn sót lại với thể chế. Ngày 16 tháng 11, blog Lê Quốc Quân trên VOA tiếng Việt có bài Thầy Lưu Bình Nhưỡng bị bắt và tỷ lệ công lý với những tiết lộ của tác giả về người thầy của mình. Tác giả cho hay, thầy Nhưỡng thực sự gây được ấn tượng cho nhiều người vì sự thẳng thắn và trực ngôn của mình. Ngay từ thời còn là giảng viên đại học, rất nhiều người, cả học sinh và đồng nghiệp yêu mến thầy, nhưng cũng nhiều người ghét thầy. Tác giả may mắn là học sinh trực tiếp của thầy Nhưỡng tại Đại học Luật Hà Nội. Khi đó, thầy Nhưỡng dạy tác giả môn luật lao động. Năm 2001 đến năm 2003, khi tác giả học cao học luật, thì thầy đang làm ở khoa kinh tế cho nên có rất nhiều lần gặp thầy, tác giả cũng hiểu phần nào về tính cách và con người của thầy. Tác giả cảm nhận thầy Nhưỡng là người đáng kính và rất đặc biệt. Dù khá thân tình, thầy có theo dõi nhưng chưa bao giờ công khai ủng hộ tác giả trong các hoạt động đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Và đây là hình bài blog Lê Quốc Quân của VOA. Tác giả suy đoán thầy nhưỡng có khả năng rơi vào tiết 3 khoảng 1 điều 110 bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nghĩa là công an thấy dấu vết của tội phạm và đang muốn tìm chứng cứ nên bắt ngay tại sân bay, có thể nằm ngay trong chính chiếc cặp đơn tự mà thầy vẫn hay mang theo. Cũng chính vì vậy mà các báo đều đưa tin, quá trình bắt, khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật Tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Tác giả nhấn mạnh, đây là dấu hiệu cho thấy việc khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản chỉ là những căn cứ để bắt giữ ban đầu để tiếp tục đánh án sâu hơn. Báo chí đều nói rất ít đến hành vi của thầy nên chưa thể võ đoán, nhưng việc liên hệ với cường quốc có thể đồng phạm với tư cách đã được nhờ cậy và thầy giúp lên tiếng với các bên liên quan. Tác giả cho biết, thầy Lưu Bình Nhưỡng đã chia sẻ với tác giả một lần về việc không hợp với bên công an và viện kiểm sát. Mới đây, tác giả được nghe từ một người bạn đang làm trong chính phủ rằng trong một lần cách đây 3 năm, ông Trương Hòa Bình đã nói về thầy Lưu Bình Nhưỡng rằng thằng khóc thuê đó, đợi đấy. Tác giả nhận xét, suốt bao nhiêu năm làm đại biểu quốc hội rồi làm phó ban dân nguyện. Thầy đã xông xáo vào những nơi vô cùng khó khăn, đụng chạm đến rất nhiều người để nói lên tiếng nói của người dân, để khóc cho dân. Và đây là hình ông Lưu Bình Nhưỡng trước khi bị bắt. Là phó ban dân nguyện, thầy đã nhận đơn, thay mặt dân để chuyện đơn và liên hệ, phối hợp, thúc ép rất nhiều cơ quan hành pháp để giải quyết nguyện vọng cho người khiếu kiện hoặc khi có vấn đề cần kêu lên quốc hội. Có lẽ chưa có ai dám vạch ra những điểm sai trái của ngành công an. Thầy đã nói rằng tội phạm tham nhũng đang chảy máu trên lưỡi gươm pháp luật. Trong khi bộ công an luôn được coi là thanh gươm của Đảng. Chính vì vậy, ngay khi còn đang là đại biểu quốc hội, thầy đã bị báo công an trực tiếp lên tiếng phản đối. Thầy còn lên tiếng trực tiếp phê phán quốc hội ngày 26 tháng 3 năm 2021, thầy phát biểu rằng quốc hội không được ngủ mê trên quyền lực của nhân dân không được biến thành căn phòng kính để gom góp lợi ích nhóm lợi ích cá nhân và chia chác quyền lực của đất nước tác giả bình luận rằng hệ lụy của việc bắt giữ là rất lớn gây sốc cho nhiều người làm sụp đổ chút niềm tin còn sót lại đối với thể chế chính trị việt nam và đây là tin rất xấu đối với những ai quan tâm đến vận mệnh của đất nước tha thiết với công lý tác giả chắc chắn rằng việc bắt giữ thầy lưu bình nhưỡng với cáo buộc về tội cưỡng đoạt tài sản chỉ là bước đầu tiên trước mắt còn cả một chặng đường dài và có thể trong thời gian tới thầy sẽ lại bị khởi tố về những tội danh khác phải chăng công cuộc đốt lò chỉ là một sự thanh trừng nội bộ bóp nghẹt các tiếng nói độc lập để áp đặt quyền lực thống trị tuyệt đối lên toàn xã hội Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bắt ông Lưu Bình Nhưỡng làm sụp đổ chút niềm tin ít nổi còn sót lại với thể chế. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Đê để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Sự cần thiết có thêm những bộ sách giáo khoa mới và đề xuất cách làm để tránh độc quyền. Ngày 17 tháng 11, trên trang cá nhân của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu có bài cần thêm bộ sách giáo khoa nữa không? Đề xuất gợi ý. Tác giả nhận xét, với Việt Nam hiện nay, nội dung sách giáo khoa cho học sinh phổ thông là vô cùng quan trọng. Nếu các nước có nhiều chương trình nhiều bộ sách giáo khoa và giáo viên giữ vai trò quyết định trong lựa chọn nội dung và phương thức truyền dạy thì ở nước ta giáo viên chỉ được dạy những nội dung đã được phê duyệt trong sách giáo khoa. Mọi sự dạy ngoài sách giáo khoa nếu không cẩn trọng có thể dẫn đến bị coi là vi phạm pháp luật. Bởi vậy, nội dung sách giáo khoa phải được xem xét kỹ lưỡng. Trước khi quyết định dạy điều gì và không dạy điều gì, thì yêu cầu đầu tiên phải là không có sai sót. Tác giả cho biết hiện có 3 bộ sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép dùng trong chương trình cải cách giáo dục, nhưng cả 3 bộ đều có nhiều khuyết điểm. Và đây là hình status trên trang Facebook của Nguyễn Ngọc Chu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Quốc hội quyết định thực hiện nghị quyết 88 về việc giao cho Bộ Giáo dục biên soạn một bộ sách giáo khoa mới tác giả nêu những câu hỏi mang tính tiên đề. Thứ nhất, thực tiễn quyết định, nghĩa là thực tiễn quyết định nghị quyết, chứ không phải nghị quyết quyết định thực tiễn. Chất lượng sách giáo khoa quyết định việc phải có thêm sách giáo khoa nữa hay không. Thứ hai, các bộ sách giáo khoa đã đạt yêu cầu chưa? Và câu trả lời là chưa. Thứ ba, tại sao các bộ sách giáo khoa chưa đạt yêu cầu? Nguyên nhân là vừa viết vừa dạy độc quyền xuất bản, độc quyền lựa chọn tác giả, độc quyền quyết định giá thù lao. Thứ tư, tại sao giá thành lại cao? Câu trả lời cũng là độc quyền. Thứ năm, có thể có những bộ sách giáo khoa khác tốt hơn không? Có, nếu nới lỏng độc quyền. Thứ sáu, có quay lại thời kỳ thứ nhất chương trình một bộ sách giáo khoa hay không? Không, vì nó bảo toàn sự độc quyền. Thứ bảy, xã hội hóa hay bao cấp cho sách giáo khoa không? Muốn xã hội hóa tốt thì phải có thị trường cạnh tranh tự do, chỉ khi sở hữu tư nhân áp đảo, đa đảng tranh quyền thì lúc đó mới có thị trường cạnh tranh tự do toàn phần và sẽ xã hội hóa được ở nhiều lĩnh vực. Thứ 8, nếu bao cấp có tránh được lãng phí và quay lại trạng thái độc quyền hay không? Có cách thức sử dụng ngân phí nhà nước một cách khoa học cho mục tiêu miễn phí giáo dục phổ thông. Có thêm các bộ sách giáo khoa mới, rõ ràng sự cạnh tranh gia tăng không thể quay về thế độc quyền hơn tình trạng hiện nay. Và đây là hình một đề xuất về việc biên soạn sách giáo khoa. Tác giả đề xuất một cách tiếp cận về biên soạn sách giáo khoa cụ thể như sau. Thứ nhất, giao nhiệm vụ biên soạn sách giáo khoa cho ba trung tâm khoa học và giáo dục lớn nhất nước đó là viện hàng lâm khoa học Việt Nam, viện hàng lâm khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, mua và cấp sách giáo khoa cho học sinh mượn miễn phí, mất hay hỏng thì học sinh phải đền. Con đường cho mượn miễn phí sách giáo khoa là con đường bắt buộc. Trước hết là vì tiết kiệm cho toàn xã hội, sau nữa là vì mục đích giáo dục miễn phí. Thứ ba. Có 5 nhóm sẽ phản đối đề xuất này, gồm có nhóm các nhà xuất bản, nhóm các tác giả của các bộ sách giáo khoa hiện hành, nhóm những người thu được lợi ích từ việc biên soạn, sản xuất và phân phối ba bộ sách hiện hành, một bộ phận ở các cơ quan được phân công biên soạn theo đề nghị, một bộ phận của Bộ Giáo dục. Tác giả cho rằng sự phản đối của năm nhóm nêu trên đều liên quan đến lợi ích cũng sẽ có một nhóm thứ sáu không đồng ý với cách tiếp cận nêu trên xuất phát từ quan điểm chứ không bị lợi ích chi phối nhưng với cách đề xuất biên soạn thêm sách giáo khoa nêu trên nền giáo dục nước nhà chắc chắn có thêm những bộ sách giáo khoa tốt tác giả trăn trở rằng kế hay mà không hiểu được thì không khác gì kế dở kế hay hiểu được mà yếu đuối thì không thể thực thi kế hay cần người sáng trí để hiểu, mạnh mẽ để hành động, ấy là minh chủ cái thế. Tiếc thay, minh chủ cái thế nhô lên từ đấu tranh sinh tồn của số đông, chứ không xuất hiện từ chu trình lựa chọn, bồi dưỡng của số ít. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sự cần thiết có thêm những bộ sách giáo khoa mới và đề xuất cách làm để tránh độc quyền xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới